Dù xem con bao điều mẹ nói rồi con thật nhiều, để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu. Dẫu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình, dành tất cả trong gia đình lặng im câm đi. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời, mẹ tự hào sớm thôi. Mẹ Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Dung sẽ hướng dẫn các bạn để hát bài Chưa Bao Giờ Mẹ Kể. Ở bài này thì Dung sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần intro, tức là cái phần dạo đầu ha. Cái này Dung tự soạn thôi. Và tiếp theo là phần hợp âm. Và sau đó sẽ đến với phần để hát nha. Ai không tập intro thì cứ tu qua nhé. Rồi, đầu tiên thì Dung sẽ nhắc lại cái cách đọc tab cho các bạn nào chưa biết nè. Các bạn sẽ nhìn vô cái bảng tab của mình, nó sẽ có 6 dòng kẻ. Thì 6 dòng kẻ này nó sẽ tương ứng với lại 6 cái dây đàn của mình ha. Thì dây đàn của mình từ trên xuống dưới nó sẽ là 6 5 4 3 2 1, còn cái dòng kẻ thì nó từ trên xuống dưới nó sẽ lại là 1 2 3 4 5 6. Đó có nghĩa là mình sẽ nhìn ngược, khi mà các bạn nhìn thấy cái dòng kẻ ở trên cùng thì nó sẽ tương ứng với cái dây đàn cuối cùng này của mình đó, và cái dòng kẻ ở cuối cùng thì nó sẽ lại tương ứng với dây đàn trên cùng nó. Từ đó các bạn cứ tính những cái dây này ha. Còn những cái con số nằm ở trên dòng kẻ thì nó sẽ tương ứng với lại cái ngăn đàn. Đầu tiên mình sẽ thấy con số 0, nó nằm ở trên dòng kẻ thứ hai, tức là tay trái của mình sẽ không có bấm vào ngăn nào hết, nó tương ứng với ngăn 0. Còn tay phải thì sẽ đánh vào cái dây mà nó có con số nằm ở trên đó. Thì cụ thể là số 0 nó sẽ nằm ở trên dòng kẻ số 2, thì tay của mình sẽ đánh vào dây số 2 đó. Rồi tiếp theo là con số 0 nữa thì lại đánh một lần nữa dây 2. Rồi sau đó sẽ thấy con số 3, tức là mình sẽ bấm tay trái vào ngăn thứ 3, và dòng kẻ thứ 2 thì tương ứng với dây 2 ở đây. Đó, ngăn đàn thứ 3, và tay phải đánh một lần dây số 2 lên. Đó, như vậy mình có số nè, 003. Được chưa? Rồi còn hai cái con số mà nó nằm song song với nhau thì tương ứng với tay mình sẽ đánh hai dây đó cùng lúc. Ví dụ như số 0 với số 0 nó nằm ở trên dòng kẻ 1 với dòng kẻ số 6 đó, thì hai cái số đó song song với nhau cho nên là tay phải của mình sẽ đánh cùng lúc hai dây. Còn tay trái thì không giữ vào ngang nào hết ha, tại vì số 0 mà. Đó, tương tự như vậy các bạn cũng phân tích những con số kia luôn. Thì bây giờ Dung sẽ đánh chậm theo tác và các bạn quan sát lại từ đầu ha. Cái mũi tên chỉ đến đâu các bạn cứ quan sát cái thế tay của Dung trên đàn như vậy nhé. Rồi Dung sẽ đánh ở cái cần đàn này cho các bạn dễ nhìn nè. Số 3 với số 0 thì tay trái của mình sẽ bấm vô ngăn thứ 3 ở dây số 5 nè. Đó, với lại số 0 ở dây 1. Thank you.
Rồi bây giờ em sẽ đánh lại từ đầu intro, các bạn nhớ cái giai điệu và mình sẽ đánh lại ha. Ok, vô với phần đệm hát thì đầu tiên mình sẽ đến với hợp âm nha. Bài này chỉ có bốn hợp âm thôi. Đầu tiên là mi thứ nè, ký hiệu là chữ M, dây bass là dây số 6. Rồi tiếp theo là đô trưởng, ký hiệu là chữ C, dây bass là dây số 5. Son trưởng, ký hiệu là chữ G, dây bass là dây số 6. Rê trưởng, ký hiệu là chữ D, dây bass là dây số 4. Và ở cái bài này á, nếu mà các bạn hát bằng cái tông của ca sĩ thì các bạn chơi ở trên tông này luôn là mi thứ. Còn ví dụ mà bạn hát ở cái tông khác thì các bạn có thể sử dụng kẹp capo ha. Ví dụ như là cái tông của Dung đi thì Dung kẹp capo vô ngăn 5 nè. Đó, thì khi các bạn kẹp lên ngăn nào đó thì coi như đây là cái đầu đàn. Đây sẽ là ngăn 1, ngăn 2, ngăn 3, mình sẽ bấm hợp âm như bình thường luôn. Và cách đánh tay phải tương tự, chỉ có điều là mình hát khác tông thôi. Rồi còn bây giờ Dương sẽ bỏ capo ra để hướng dẫn nha. Ở khổ đầu tiên các bạn sẽ đệm rất là đơn giản như sau. Bát 3, 2, 1, nghỉ. Đó, nghỉ ở đây là các bạn sẽ để cho cái dây đàn nó ngưng tự do cho đến khi nào thấy hợp âm mới xuất hiện thì tay trái mình mới chuyển hợp âm rồi mình đánh trở lại. Bát 3, 2, 1, nghỉ. Đó, bát là tương ứng với từng hợp âm ha. Còn đây là dây 3 nè. Đây dây 2, đây là dây 1. Được chưa? Bát 3, 2, 1, nghỉ. Rồi qua son trưởng. Bát 3, 2, 1, nghỉ. Rê trưởng. Đó, và mình sẽ xem cái hợp âm đứng trước chữ nào thì hát đến chữ đó mình sẽ chuyển hợp âm. Bây giờ các bạn quan sát nha. Kể từ khi con thơ bé, mẹ luôn vui về chưa che và anh dễ. Rồi đến khổ tiếp theo thì mình sẽ thay đổi tiết tấu, mình sẽ đánh là bát 3 2 1 3 2 1 3. Đó, mình sẽ đánh liên tục như vậy luôn. Bát 3 2 1 3 2 1 3. Con số ghi sao các bạn cứ đánh cái dây tưởng vậy nha, sau đó sẽ chuyển hợp âm. Bát 3 2 1 3 2 1 3 bát 3 2 1. Rê trưởng. Mỗi một hợp âm mình sẽ đánh một lần công thức ha, xong rồi qua hợp âm mới là sẽ quay trở lại từ đầu. Mình làm lại nè, mi thứ nè. Cái mi thứ mình đánh bát là dây 6 đúng không? Mình không có xài thứ gì 4 dây 5 thì các bạn thích bấm cũng được, không thích bấm cũng được. Như bát 3 2 1 3 2 1 3 đô trưởng. Son trưởng. Rê trưởng. Đó, dùng hát mẫu nha. Có thể vuốt xuống một cái khi mình đánh hết cái câu cuối lặng im câm rồi xuống cái để chuyển qua điệp khúc. Đó, thì ở điệp khúc là mình sẽ đánh cái tiết tấu như sau. Bát 3 2 1 đập 3 2 3. Đập ở đây tức là mình sẽ đập vô dây đàn ha. Thì các bạn có thể co tay lại mình đập vô dây, hoặc là mình sẽ dùng cái phần này cùng ngón cái này mình đưa ra rồi mình đập vô cái phần dây bát ở trên. Đó. Bát 3 2 1 đập 3 2 3 bát 3 2 1 đập 3 2 3 bát 3 2 1 đập. Cũng làm liên tục luôn. Mi thứ nè. Bát 3 2 1 đập 3 2 3 đô trưởng. Son trưởng. Rê trưởng. Đó, rất là dễ ha. Cô cô hát. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi. Người dung cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sáng thôi, mẹ yêu ai.
quạt nữa thì các bạn có thể quạt công thức như sau: xuống lên chặt, xuống lên, xuống 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 lên. Chặt ở đây là giống như các bạn đập vô dây vậy đó, nhưng mà mình đập hướng từ trên xuống dưới, và mình có thể kết hợp thêm cái móng nữa đó, thêm cái móng giống như là quạt xuống vậy đó. Bạn nào không làm được cái móng thì chỉ đập thôi, rồi đập vô dây đàn thôi. Xuống lên chặt, xuống lên, xuống 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 lên. Bây giờ các bạn quan sát cái dấu chấm và dung đại trên màn hình nha, thì cái dấu chấm nó sẽ tương ứng với cái số lần vung tay bên ngoài đàn của mình. Xuống 1 2, đó, hai cái dấu chấm đầu tiên. Xuống 1 2 lên chặt, xuống 1 2 lên, xuống 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 lên, xuống 1 2 lên chặt, xuống 1 2 lên, xuống 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 lên. Thì mình sẽ quạt xuống từ dây bass của mỗi hợp âm nha. Ví dụ như mi thứ thì mình sẽ quạt ở trong cái vùng là 6 5 4 3 nè, quạt xuống. Còn quạt lên thì mình quạt mấy dây chép thôi. Thì mình chỉ cần quạt xuống cái đầu tiên thôi, là ở trong vùng bass thôi. Còn mấy cái sau thì các bạn quạt ở trong cái vùng giữa là được. Xuống lên chặt, xuống lên, xuống 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 lên, xuống. Đó, rồi qua đô trượng thì dây bass là dây 5, thì mình sẽ không có quạt trúng dây 6. Mình quạt trong cái vùng dây 5 trở xuống thôi. Xuống lên chặt, xuống lên, xuống 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 lên, xuống. Mình sẽ quạt từ dây 4 xuống ha, không quạt trúng dây 5 dây 6. Là sau khi các bạn tập chậm quen rồi, mình tăng tốc lên nè. Xuống lên chặt, xuống lên, xuống 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 lên, xuống lên chặt, xuống lên, xuống 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 lên, xuống lên chặt, xuống lên, xuống 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 lên, xuống. Đó, như bộ cô hát nha. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, mẹ dùng cả tập tốt nha. Bye bye.